Điều kỳ diệu đến với cô gái nửa mặt bị chồng ruồng bỏ. Mắc u xơ thần kinh từ năm 2 tuổi, Diệu Thúy mất nửa khuôn mặt khi khối u cứ lớn dần. Chồng bỏ đi khi con được 14 tháng. Từ đó một mình Thúy bươn chải nuôi con. Cô xin việc ở đâu cũng bị từ chối vì ngoại hình. Cuối cùng cô chọn cách đi bán vé số để có tiền mua sữa cho con. Khi em cũng tự hỏi là không biết mình xấu rồi có tội gì đâu mà nhiều người lại hay cười mỉa mai mình á. Nhất là những bậc làm cha làm mẹ mà không có nói cho con mình hiểu á, để cho con mình đi cười ngạo người ta rồi không biết la con mình nữa. Có lẽ chẳng còn gì đau đớn hơn khi một phụ nữ đã mang trên mình khuôn mặt không bình thường, lại phải mang trong mình thêm những nỗi đau về tinh thần. Thúy đăng ký tham gia hành trình lột xác và may mắn có cơ hội thay đổi diện mạo, làm lại cuộc đời. Mong muốn được phẫu thuật thẩm mỹ của Thúy chỉ bởi Thúy có thể ngẩng mặt lên đưa đón con đi học, để con có thể hãnh diện và tự hào về mẹ. Diệu Thúy là một trường hợp vô cùng đặc biệt của hành trình lột xác. Tiến sĩ bác sĩ Rui Chắc Huy, trưởng ekip phẫu thuật hành trình lột xác cho biết. Đây là hình ảnh của Diệu Thúy mà chúng tôi chuẩn bị phẫu thuật trong ngày hôm nay. Mọi người biết rằng là cái khối u đã xâm chiếm toàn bộ cái nửa mặt bên phải này. Mọi người nhìn thấy là trên phim chụp CT thì toàn bộ những cái cấu trúc xương của vùng mặt này nó bị biến dạng. Rồi khối u nó xâm lấn vào, nó gây biến dạng cả cái tổ chức xương, cả tổ chức mô mềm, nó biến dạng vùng mắt này, vùng tai bên phải. Thúy phải trải qua tổng cộng 3 cuộc phẫu thuật khác nhau, kéo dài 12 tiếng. Trường hợp của Thúy được ekip bác sĩ nhận định là ca phẫu thuật rất khó, hiếm gặp trong lịch sử của bệnh viện. Phải mất 2 giờ đồng hồ để cầm máu cho vùng mắt, nhất là những mạch máu lớn rất khó cầm. Dù phải trải qua nhiều đau đớn, nhưng Thúy vẫn kiên cường vượt qua tất cả. Sau hành trình phẫu thuật thẩm mỹ kéo dài 4 tháng, mẹ và con gái cô rất ngỡ ngàng vì sự lột xác quá ngoạn mục. Giờ đây với khuôn mặt mới, Thúy có thể ôm con mà không còn phải ngại, có thể đưa đón con đến trường mà không phải lo lắng nữa, không cần phải đội chiếc nón lá để che đi nửa khuôn mặt nữa. Câu chuyện của Thúy khép lại trong nước mắt hạnh phúc và mở ra góc nhìn khác về cái đẹp, vẻ đẹp vượt trên tiêu chuẩn thông thường. Sự thay đổi của Thúy tiếp thêm cho mỗi người niềm tin, không ai khổ mãi trên đời và ai cũng xứng đáng được hạnh phúc. Nhấn đăng ký kênh để đón xem những màn lột xác ngoạn mục nhất từ chúng tôi.